Hôm nay chúng ta sẽ học bài luyện tập 1. Ta ôn lại một số kiến thức. Ta ôn lại một số kiến thức cũng giúp ích cho các em phần nào đó trong cái bài kiểm tra vào ngày mai. Đầu tiên là phần kiến thức cần nhớ. Thầy có sơ đồ về mối quan hệ giữa các chất như sau. Thì chúng ta biết là xung quanh chúng ta có rất nhiều vật thể. Các vật thể thì được chia làm hai loại là vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Các vật thể tự nhiên là những vật thể có sẵn ở trong tự nhiên, do tự nhiên, do những cái quá trình vận động và biến đổi trong tự nhiên sinh ra. Còn vật thể nhân tạo là những cái sản phẩm do con người tạo ra. Lưu ý đây nha, có một cái chi tiết này học sinh rất hay bị nhầm này. Con người nha, con người là vật thể tự nhiên. Nhớ đấy. Các loài động vật, các loài thực vật nó là vật thể tự nhiên là đương nhiên rồi. Nhưng mà con người nhá, con người cũng là vật thể tự nhiên. Con người không phải vật thể nhân tạo đó nhá. Còn vật thể nhân tạo là sao? Là những sản phẩm do con người làm ra. Ví dụ như là cái bàn, cái ghế, cặp sách, con robot hay là ô tô, xe máy, vân vân. Đấy là thầy nói về vật thể. Thì các vật thể đều được cấu tạo từ các chất. Còn các chất thì lại đều được tạo lên từ các nguyên tố hóa học. Nếu mà chất nào mà được tạo lên từ một nguyên tố hóa học thì nó là đơn chất. Như thầy chọn trên chia sẻ toàn màn hình. Bạn lớp trưởng ơi. Bạn lớp trưởng dạ, dạ sao rồi? Em có nhìn thấy màn hình thầy đang trình chiếu đây không? Dạ có. Đã nhìn thấy là được rồi. Rồi. Vậy thầy nói tiếp bài nhá. Đơn chất thì được tạo lên từ một nguyên tố hóa học. Đơn chất có hạt hợp thành là nguyên tử hoặc là phân tử. Thì tùy theo chất. Đơn chất được chia làm hai loại. Một loại đơn chất là kim loại. Còn một loại đơn chất là phi kim. Các đơn chất kim loại như là đồng, nhôm, sắt, rồi chì, kẽm, kali, lati, magie, vân vân. Thì những đơn chất kim loại sẽ có hạt tạo thành là hạt nguyên tử. Có nghĩa là trong kim loại thì chỉ có nguyên tử thôi chứ không có phân tử. Các nguyên tử kim loại sẽ đứng độc lập và không liên kết với nguyên tử khác. Cho nên đó, nó trong kim loại thì chỉ có nguyên tử, không có phân tử. Còn đối với phi kim thì có hai loại phi kim. Một loại phi kim rắn. Phi kim là chất rắn như là carbon, lưu huỳnh, phốt pho. Còn một loại phi kim là chất khí như là khí oxy, khí nitơ, khí hydro, khí clo vân vân. Thì đối với các phi kim là như là oxy, như là hydro, như clo thì cái hạt tạo thành của nó sẽ là hạt phân tử. Và các em nhớ là một phân tử khí oxy thì gồm có hai nguyên tử oxy. Một phân tử khí hydro thì gồm có hai nguyên tử hydro. Về hợp chất thì hợp chất là những chất được tạo lên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Do đó là hạt hợp thành của hợp chất là hạt phân tử. Các em biết là mỗi một nguyên tố hóa học chính là một loại nguyên tử rồi. Mà ở đây hai nguyên tố hóa học trở lên có nghĩa là nó trong một hợp chất nó ít nhất nó phải có hai loại nguyên tử khác nhau để tạo thành. Vậy thì trong phân tử hợp chất phải có hai loại nguyên tử khác nhau. Do đó hạt tạo thành của hợp chất là hạt phân tử và trong phân tử đó thì có các nguyên tử khác loại. Thì hợp chất thì có hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Hợp chất vô cơ thì như là khí carbonic, như là muối ăn, như là axit sulfuric, vân vân. Còn hợp chất hữu cơ như là đường, tinh bột, rồi cao su, chất béo, vân vân. Bây giờ ta tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử thông qua trò chơi vượt chướng ngại vật. Có 6 từ hàng ngang tương ứng với 6 câu hỏi. Các đội sẽ lần lượt lựa chọn các từ hàng ngang để trả lời.
Trả lời đúng thì được 10 điểm, trả lời sai đội còn lại sẽ giành quyền trả lời. Nếu đúng được 10 điểm, sai sẽ bị trừ 10 điểm. À đây, cái luật chơi này là để dành cho khi mà chúng ta học trực tiếp ở trên lớp. Thôi bây giờ thầy sẽ mời từng em một, mỗi em chọn từ hàng ngang, xong rồi trả lời. Nếu mình không trả lời được thì thầy sẽ nhờ em bạn khác nhá. Rồi, lớp 85, thầy mời bạn Lê Minh Chuyên. Em hãy chọn lấy một từ hàng ngang. Bạn Lê Minh Chuyên có nghe thấy thầy nói không? Dạ nghe thầy ơi. Em chọn một từ hàng ngang đi. Em thấy gì đâu trời ơi. À em không thấy gì hả? Ồ thế còn nãy thầy hỏi bạn kia thì bảo là thấy. Rồi chờ tí nha. Để thầy chỉnh lại. Chờ tí, chờ tí. Thấy rồi thầy. Thấy rồi. Rồi rồi. Rồi. Đấy, lấy các em nhớ không? Lấy thầy có hỏi bạn kia bạn có thấy. Rồi. Bây giờ nhá, bạn Chuyên chọn hàng ngang số mấy? Dạ, số 2. Rồi, số 2. Gồm 6 chữ cái. Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau tạo thành cái gì? Bạn Chuyên biết không? Có nhiều chất trộn lẫn với nhau để tạo thành cái gì mà 6 chữ cái nhỉ? Em cứ tưởng tượng xem, ví dụ như là người ta trộn đường với muối đi, hoặc là trộn cát với đất với muối với đường ấy. Một mớ chất ta trộn vào nhau thì tạo thành cái gì? Rồi bạn Chuyên. Rồi bạn Chuyên chưa nghĩ ra. Ủa cái này mà bạn Chuyên không nghĩ ra được hả? Vậy thầy sẽ nhờ bạn khác. Thầy mời bạn Nguyễn Mai Khanh. Dạ thưa thầy là hợp chất. Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào với nhau tạo thành hợp chất. Chưa đúng rồi em ơi. Mặc dù 6 chữ cái nhưng mà không đúng. Hợp chất là tạo thành từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học. Còn đây là hai hay nhiều chất. Ví dụ như đường trộn với lại muối này, trộn với cát nữa. Thì người ta gọi cái mớ đó gọi là gì? Rồi thầy mời bạn Vũ Phan Hoàng Oanh. Dạ là hỗn hợp ạ. À, đây, đáp án đúng của chúng ta là hỗn hợp. Đó, bạn Vũ Phan Hoàng Oanh đã trả lời đúng. Em nhớ nhá, nhờ các em phải biết phân biệt hợp chất với hỗn hợp nhá. Hợp chất nó chỉ là một chất thôi. Ví dụ như đường cũng là hợp chất này. Muối ăn là hợp chất này. Khí CO2 gọi là khí carbonic á, cũng là hợp chất. Đó, hợp chất nó chỉ là một chất thôi, nhưng mà nó được tạo thành từ hai hay là nhiều nguyên tố hóa học. Còn cái câu hỏi này của mình là thầy hỏi khác. Câu hỏi này thầy hỏi là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. Ví dụ như đường này trộn với muối này, trộn với cát này, rồi trộn thêm ít xi măng vào nữa. Giả sử như thế thì người ta gọi nó là hỗn hợp. Nhá. Nhiều chất trộn lẫn vào với nhau thì tạo thành hỗn hợp. Thầy mời bạn Lương Hoàng Lam Anh chọn một từ hàng ngang nào. Dạ thưa thầy là hàng số 1. À bạn Lam Anh chọn số 1. Số 1 là gồm có 6 chữ cái. Hạt cấu tạo lên hạt nhân nguyên tử và mang điện tích dương. Rồi bạn Lam Anh xem là trong hạt nhân nguyên tử thì có hạt nào mang điện tích dương? Và 6 chữ cái. Suy nghĩ xem hạt nhân nguyên tử thì gồm có những hạt nào, và trong những cái hạt đó thì hạt nào mang điện dương? Thầy con không trả lời được.
À, vậy là em không trả lời được. Vậy thầy sẽ nhờ bạn khác. Thầy nhờ bạn Lê Nguyễn Anh Phát. Dạ đưa thầy là Hạp Rô Thôn. À, đúng rồi. Trong hạt nhân nguyên tử thì có hạt proton này là hạt mang điện dương này. Cái này các em phải nhớ chứ. Mới học đây mà. À, hạt nhân nguyên tử thì tạo thành gồm hai loại hạt là proton và neutron. Hạt proton này mang điện dương, còn hạt neutron thì nó không mang điện. Đó. Lê Nguyễn Anh Phát. Rồi trả lời đúng, thầy đánh dấu vào đây. Tí nữa bạn Phát trả lời thêm đúng một câu nữa, thầy cho bạn Phát 10 điểm. Rồi thầy cho bạn Phát cơ hội luôn này, tại vì bạn Phát lúc nãy trả lời dùng bạn khác. Giờ bạn Phát hãy chọn một hàng ngang nào. Em chọn số 3. Rồi số 3 gồm 7 chữ cái. Khối lượng của nguyên tử tập trung hầu hết ở phần này. 7 chữ cái. Khối lượng nguyên tử tập trung ở phần này. Đó là phần nào? Rồi thầy cho một gợi ý này. Nguyên tử thì nó gồm có hai phần nhá. À, phần vỏ và hạt nhân. Rồi em thấy là khối lượng nguyên tử sẽ tập trung ở phần vỏ hay là tập trung ở phần hạt nhân? Trả lời phần hạt nhân. Đúng rồi. Khối lượng của nguyên tử sẽ tập trung ở hạt nhân nguyên tử. Bởi vì sao? Vỏ của nguyên tử thì nó gồm các electron, mà các electron thì khối lượng rất là nhỏ so với các hạt proton. Cho nên là khối lượng nguyên tử sẽ tập trung ở phần hạt nhân. Và bạn Phát đã liên tiếp trả lời đúng hai câu. Rất là tốt. Cho nên thầy cho bạn Phát 10 điểm. Thầy mời bạn tiếp theo. Lê Tiến Dũng chọn một từ hàng ngang nào. Dạ thưa thầy là số 4. Rồi Lê Tiến Dũng chọn hàng ngang số 4. Hàng ngang này gồm 8 chữ cái. Hạt cấu tạo lên nguyên tử và mang điện tích âm. Trong nguyên tử có hạt nào mang điện tích âm? Bạn Dũng biết không? Electron thầy. Đúng rồi, bạn Dũng trả lời chính xác. À, bạn Dũng hôm trước 10 điểm rồi, cho nên là hôm nay thầy không có cho điểm nữa. Nhưng mà thầy cũng khen bạn Dũng trả lời rất là chính xác. Rồi mời bạn khác này. Mời bạn Hà Tiến Đạt. Hà Tiến Đạt ơi, em chọn đến một hàng đi. Ồ, vậy là bạn Hà Tiến Đạt không nghe thấy thầy nói rồi. Dạ có thầy ơi, mạng em nó đang lát, cái màn hình nó thu nhỏ lại thầy. Nó đúng rồi, nó chờ một chút là nó hết lát rồi. Là nhìn được chưa? Đã chưa thầy ơi, nó vẫn cứ thu nhỏ ấy. Rồi được rồi, vậy thì thầy sẽ nhờ bạn khác vậy. Hồ Quỳnh Giang à, mời Hồ Quỳnh Giang. Dạ số 5. Rồi Hồ Quỳnh Giang số 5. À, gồm 8 chữ cái. Đây là từ chỉ nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Em thấy là các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân thì nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về cùng một cái gì? Bạn có biết không? Hồ Quỳnh Giang biết không? Dạ là Eric Trần. À, bạn Giang cũng có đưa ra đáp án của mình. Thôi, kể đó thầy cũng động viên tinh thần bạn Giang. Nhưng mà cái đáp án của bạn Giang electron thì nó không đúng. Đáp án đúng của chúng ta là nguyên tố. À, các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân thì thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Em nhớ đó là nguyên tố hóa học. Rồi, còn hàng ngang cuối cùng, thầy sẽ chiếu câu hỏi là thầy sẽ nhờ các bạn trả lời nha. Hàng ngang cuối cùng gồm 8 chữ cái.
từ chỉ hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. À, kèm thấy cái hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện. Đó là cái từ gì mà 8 chữ cái? Mời bạn Nguyễn Đình Anh Tuấn. Ồ, chết rồi, Nguyễn Đình Anh Tuấn nói mà thầy không nghe được. Chắc hôm nay là lại đường truyền nhà thầy hoặc đường truyền nhà bạn Tuấn bị trục trặc rồi. Tuấn ơi, Tuấn thử nói lại xem nào. Sao mà thầy không nghe được Tuấn nói nhỉ? Dạ, cho thầy là nguyên tử. À, rồi đó, lần này nói rất là to, dễ nghe. Lúc nãy nói bé quá. Rồi, hạt vô cùng nhỏ bé và trung hòa về điện chính là hạt nguyên tử. Và ô chữ hàng dọc của chúng ta chính là phân tử. Vậy thầy lưu ý các em nhé. Lúc mà kiểm tra 15 phút đó, là kiểm tra thường xuyên đó, là thầy cũng không có hỏi gì cao siêu đâu. Những câu hỏi cũng chỉ mức độ giống như là những cái từ hàng ngang ngày hôm nay mà mình học thôi này. Nhưng mà các em cũng phải hiểu, chúng ta phải là nắm được kiến thức ta mới trả lời được nhé. Chứ còn các em học mà bây giờ các em không biết là các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân thì nó thuộc về cái gì. Rồi các em không biết là trong hạt nhân thì hạt nào mang điện dương, cũng không biết là trong hạt nhân thì hạt nào mang điện âm. Cái gì các em cũng không biết thì làm sao các em trả lời. Thầy nói là thầy hỏi dễ, nhưng mà dễ lắm thì cũng phải hỏi giống như cái bài hôm nay chứ. Thầy đâu thể nào hỏi dễ hơn được nữa. Giờ mình học rồi mà. Rồi, chúng ta chuyển sang phần bài tập. Bài tập số 1, sách giáo khoa 130. À, ta biết rằng sắt thì có thể bị 5 châm hút. Khối lượng riêng của sắt là 7,8 gram trên cm khối. Nhôm thì không bị 5 châm hút. Khối lượng riêng là 2,7 gram trên cm khối. Gỗ tốt không bị 5 châm hút. Khối lượng riêng là 0,8 gram trên cm khối. Còn cho thêm một gợi ý là nước. Nước có khối lượng riêng là 1 gram trên cm khối. À, vậy chúng ta so sánh với nước thì chúng ta sẽ thấy rằng gỗ là nhẹ hơn nước, nhôm nặng hơn nước, sắt nặng hơn nước. Rồi em hãy nói cách làm để tách riêng mỗi chất trong hỗn hợp vụn rất nhỏ ba chất trên. Đây là bài tập trong sách giáo khoa. Bạn nào đây, câu này thì không cần phải hai lần trả lời. Trả lời đúng một lần thôi là thầy cho 10 điểm. Xem bạn nào chưa có điểm miệng thầy sẽ ưu tiên. Nhưng mà có 3 bạn giơ tay thì cả 3 bạn đều là những người được 10 điểm rồi. Nguyễn Đình Anh Tuấn là tới 2 điểm 10 à. Lê Nguyễn Mai Khanh này là có điểm 10 rồi. Lê Nguyễn Anh Phát cũng 10 điểm rồi. Trần Quốc Tuấn, để thầy xem Trần Quốc Tuấn có điểm 10 chưa. Trần Quốc Tuấn 2 điểm 10 luôn rồi. Vậy những bạn kia chẳng thấy bạn là bạn Hà Tiến Đạt này hay là bạn Ngô Phương Thảo, Trần Phương Thảo này, Hoàng Cao Thắng này, không thấy bạn nào giơ tay cả. Nguyễn Hoàng Hải gì đây. Nguyễn Hoàng Hải Linh cũng 10 điểm rồi. Hoàng Gia Huy, Trịnh Thanh Mai. Trịnh Thanh Mai, Hoàng Gia Huy. Đó, toàn những người được 10 rồi. Thôi được rồi, thế thì thầy sẽ nhờ bạn của bạn khác nhé. Mời bạn Đình Anh Tuấn là 2 điểm 10 rồi. Bạn nào lúc nãy nhỉ? Ưu tiên phụ nữ đi. Nguyễn Hoàng Hải Linh. Nguyễn Hoàng Hải Linh hay Hải Ly vậy? Nguyễn Hoàng Hải Linh nào. Dạ, tách riêng sắt ra thì dùng 500 để hút sắt ra khỏi hỗn hợp. Đúng rồi, tiếp tục đi em. Rồi giờ bây giờ hút được sắt rồi, giờ còn nhôm với gỗ. Nhôm với gỗ ta cho hai chất còn lại vào trong chậu nước.
Rồi sao nữa? Linh ơi, Linh xin phải em phải làm đến cùng chứ. Em đổ vào chậu nước rồi em bỏ đi như vậy làm sao? Đổ vào chậu nước thì sẽ nó sẽ xảy ra hiện tượng gì rồi em làm thế nào để em tách nó ra? Nó xảy ra hiện tượng là chìm xuống. Nào, cái nào chìm, cái nào nổi? À, nào đổ nhôm, hỗn hợp nhôm với gỗ khô mà đổ vào trong nước thì em thấy chất nào sẽ nổi lên và chất nào sẽ chìm xuống? Dạ, gỗ sẽ nổi lên mặt nước, còn nhôm thì chìm xuống. Vậy em tách bọn chúng ra bằng cách nào? Rồi, giờ gỗ nó nổi trên mặt nước rồi, nhôm nó chìm xuống dưới rồi. Giờ làm cách nào đó để thu được gỗ riêng ra và nhôm riêng ra? Từ thầy. À, nhưng không có.